Giữa tuần qua, Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập Quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến các tiêu chuẩn quy định và thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định EVFTA. Trong đó, hội nghị tập trung hướng dẫn cách tra cứu, theo dõi, cập nhật các thông báo, quy định SPS, quy định về nhãn mác, bao bì trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. Các diễn giả khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu và nhà sản xuất nông sản trong nước cần chú trọng vào chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, đáp ứng các quy định quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn về bảo hộ chỉ dẫn địa lý, công nghệ xử lý, chế biến nông sản và quy trình kiểm dịch, mã số vùng trồng. Ngoài ra, các diễn giả còn lưu ý với doanh nghiệp các xu hướng mới trong tiêu dùng của thị trường EU liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm, chuẩn bị và có chiến lược phù hợp đáp ứng xu hướng này.